Mình đi tiếp vào cặp âm số 7, số 8, đó là âm s, và âm z. Thì âm s, đây là một âm vô thanh, tức là âm nó được tạo ra mà không kèm theo âm thanh từ cổ họng, chỉ dựa vào luồng khí. Đầu tiên, mình giữ miệng hơi cười ngang và mở răng rất nhỏ nhưng mà không cần phải kín chặt. Đặt lưỡi ở giữa hai răng hoặc để đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng dưới. Hai mép lưỡi nên chạm nhẹ vào hai hàm răng trên. Sau đó, mình kéo nhẹ bụng và thổi nhẹ hơi qua khe hở ở giữa răng và lưỡi để tạo ra âm nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Circle, circle. Stone, stone. Square, square. Glass, glass. Rice, rice. Vậy thì có hai lưu ý quan trọng khi mình luyện tập với âm s, đó là mình không cần phải thổi hơi nó quá mạnh. Một luồng khí nhẹ và đều ở qua khe ở giữa răng và lưỡi nó sẽ tạo ra âm s một cách đúng nhất. Cái thứ hai, với âm s thì mình không rung cái cổ này, bởi vì đây là một âm vô thanh, mình không cần rung cái cổ họng mà chỉ tập trung vào việc là tạo ra cái luồng khí.